liên quan đến vụ án sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa ở thành phố và nhiều tỉnh thành. Ngày 13 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lại Thái Phong, sinh năm 1986, Phó Phòng Kiểm định xe cơ giới, cựu Phó Chánh văn phòng, Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội, môi giới hối lộ và Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1979, ngụ Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định và lệnh trên được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Theo đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xác lập nhiều chuyên án đấu tranh liên quan hoạt động sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa ở thành phố và nhiều tỉnh thành. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 204 bị can về tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giấy hối lộ cùng nhiều tội danh khác có liên quan. Trong thời gian phòng PC02 bắt khám xét các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn cả nước, Đặng Việt Hà, cựu cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam lo sợ sai phạm bị phát hiện nên đã thông qua phòng đưa cho chung 100.000 đô la Mỹ để tìm cách thu thập thông tin chạy án cho Hà. Dù biết không thể thực hiện được nhưng Chung vẫn nhận tiền và chiếm đoạt của Hà 100.000 đô la Mỹ. Qua điều tra, công an đã xác định hành vi trên nên khởi tố, bắt tạm giam với Phong và Chung.